Bây giờ học này đó chính là cấu trúc. Rồi, cấu trúc đạo ngữ ha. Thầy đã dạy các bạn cấu trúc đó chính là so that chưa? Nhắc lại thầy, so that đang nghĩa là gì? So, sau so nó phải là một cái gì các bạn? Sau so nó phải là một cái gì? Từ loại là gì? Sau so phải là từ loại là gì? So mang nghĩa là gì? Rock. Trời ơi. Cấu trúc so that thầy nói hoài chưa mấy đứa? So là rock. Sau rock nó phải là một cái gì? Từ loại là gì mấy đứa? Tính từ. Cấu trúc so that bạn nghĩa là gì? Rock gì đó đến nỗi mà, hoặc là rock gì đó cho nên, được chưa? Sau so phải là tính từ, rock gì đó đến nỗi mà, rock gì đó cho nên, thầy dạy chưa? Dạy rồi. Nhưng mà bây giờ sẽ học thêm đó chính là đạo ngữ. Được chưa bạn? Đạo ngữ của so that đó chính là gì? So bình thường đó chính là, bình thường bây giờ thầy có câu này đi. The weather was so nice that we decided cái gì đó. Thời tiết nó rất là đẹp cho nên chúng tôi đã quyết định ra ngoài, chẳng hạn vậy đi. Được chưa? Thì so câu này có đạo ngữ không? Có đạo ngữ chưa? Có đạo ngữ chưa? Chưa. Đang câu bình thường sử dụng so đó. Nhưng mà theo nguyên tắc đạo ngữ các bạn nhớ là đó chính là gì? So đứng đầu câu, rồi tính từ, rồi sau đó là be, rồi sau đó là chủ ngữ, rồi that vế sau viết lại thôi. Được chưa bạn? Thì nhớ đạo ngữ này các bạn chỉ cần quăng so lên đầu câu. So tính từ thì chắc chắn so phải đi theo tính từ rồi, hiểu không? So tính từ, rồi sau đó be quăng lên trước chủ ngữ. Xong. Tưởng tượng được chưa? Thì đạo ngữ mà phải quăng lên trước chứ. Ok các bạn ha. Thì câu này ví dụ thì các bạn sẽ làm như nào đây? The weather was so nice. Chỉ cần quan tâm vế này thôi, không khỏi quan tâm vế với tác. Thì đảo thầy coi. So nice was the weather. Hiểu không? Đơn giản chứ. Từ từ viết nha, để nói hết rồi viết. Được chưa? Cái này áp dụng trong phần thi cuối kỳ và áp dụng trong phần thi đại học luôn. Đào có thể ra nha. Rồi, cái thứ hai đó chính là so là dùng cho tính từ nha. Nhưng mà search nó lại dùng cho gì các bạn? Search là phải cần một cái danh từ hoặc là cụm danh từ. Search mang nghĩa là gì các bạn? Quả là, đến nỗi mà quả là, cho nên. So là tính từ, còn search là danh từ hoặc cụm danh từ. Ok. Và nhớ đạo ngữ với search thì các bạn vui dùng cấu trúc đó chính là gì? Search be cộng chủ ngữ. Được chứ bạn? Bởi vì chủ ngữ là bao gồm tính từ trong đó rồi, chủ ngữ là danh từ hoặc là cụm danh từ, mà cụm danh từ là có tính từ trong đó rồi. Cho nên không có dùng mà search mà tính từ nha. Vậy search là câu be rồi chủ ngữ. Nhanh gọn như thế này. Ok các bạn ha. Rồi. Thì ví dụ thầy nói là gì? It was such a nice weather. Nó quả là một cái thời tiết đẹp cho nên là chúng tôi để đi ra ngoài. Thì đảo ngữ giúp thầy các bạn. Such was. Bây giờ nào weather bỏ đâu? Đảo lại thôi. It was such a nice weather. Được chưa? Đổi lại là such was a nice weather thôi. Được chưa bạn? Rồi các bạn viết vào thầy đi. Viết cấu trúc này vào. Viên, để thi ra nha. Mà cái này đảm bảo học xong tí nữa về quên. Đảm bảo không chạy. Chú gì thầy dò hoàng không hả? Ủa sao vậy? Tự tin lên chứ. Mình phải tin vào bản thân mình chứ. Tin vào sức mạnh của nội tạng của mình chứ. Không thích nội tạng, thích nội tạng nha. Mày bà, nói mấy nó mày bà nghe, mấy bà hơi nhiều quá nha. Rồi đó thôi. Sức khỏe mình sao nói mấy cái đó. Quở nha. Nhiều khi nó chơi chơi vậy mà bị thiệt đó nha. Thiệt cho nên thầy không dám nói bậy bạ mấy quỷ đó. Em hư gì? Dạ thầy em hư trái tim á. Bởi vì con người em không có trái tim. Có ám không em? Không này. Như bắt cực đó đúng không? Ừ. Như vĩ á. Lẹ mấy đứa, lẹ mình còn nhiều bài lắm nè. Vâng. Chưa bài đục lỗ, chưa bài đọc. Ui cha, mà phát âm ngày hôm nay cũng chưa nữa. Rồi xong chưa. Lẹ. Lẹ xong làm nè, lẹ làng lên.
Mai mấy đứa dự định đi đâu chơi không? Nhà yeah. Thật vô nghĩa. Mai này đi nhậu có làm gì đâu, đúng không? Lớn không mà lo sợ gì nữa. Quan trọng là có gấu mới được, hiểu không? Rồi vô áp dụng này là con 65 này là 65. Giờ thầy coi. It's such an interesting book. I have read it 3 times. Giờ thầy đi. Nó quả là một cuốn sách thú vị. Tôi đã đọc nó 3 lần thì nó là gì? Đảo ngữ thầy coi. Câu này thì gì? Hiện tại đúng không? Đây là hiện tại đơn thôi. Ủa sao nó bị kỳ vậy ta? Hả? Không, cái này hiện tại, nó là hiện tại. Mà câu A nó để gì rồi? Nó là quá khứ rồi, sao ngộ vậy? The book is be interesting. Ủa sao nó hiện quá khứ, ngộ vậy? Thôi con này thôi sửa lại đi, nó bị kỳ vậy ta. Để thầy check lại thử coi. Thầy có soạn. Mới thấy bị kỳ ha. Rồi chắc là người ta làm sai đề rồi á. Thì sửa lại thầy, đó chính là sớt thành is. Phía sau cũng y luôn cái thầy, sửa lại. Đề bị sai. It is such an interesting book. Thì các bạn nghĩ đạo ngữ chứa sách các bạn chọn câu gì? Câu A, câu C? Câu A. Such is the interesting book that I have read it 3 times. Câu C nó đúng là gì? Cái cuốn sách nó quá thú vị. Nó lại, cuốn sách nó quá thú vị cho nên sử dụng sâu đi, đạo ngữ với sâu. Sâu thì sâu gì, sâu sau đó phải cái gì? Tính từ sâu gì, sâu interesting, tú bí is danh từ the book, phải có the book, không có chữ the cái là sai. Hiểu chưa bạn? Rồi tiếp tục câu 66. He had a pen. Thì gì đây? Thì gì bạn? Quá khứ. Cô ấy có một cơn đau cho nên mà cô ấy ở đây không thể kiểu như là tiếp tục làm việc, go on, tiếp tục làm việc. Các bạn có A thôi coi. So painful was she that she couldn't go on working. Ổn không? Đạo ngữ ổn không? Thì pain này là danh từ là cơn đau, thì nó bị đau, tính từ của đau là painful. Cô ấy quá là đau đến nỗi mà cô ấy không thể tiếp tục làm việc. Ổn không? Nghĩa ổn. Ngữ pháp ok không? Đạo ngữ so, so sao phải là một tính từ ổn chưa? Painful tính từ ổn chưa? Rồi tính từ giờ thì xin lỗi, be was chủ ngữ si, ổn không? Với sau tác ok không? Rồi thì chọn này câu à, nhưng cứ có hết đi. Thầy nói bạn cứ có hết câu B. Chỉ sau khi, cái này có liên quan tới chỉ sau khi gì không? B, D bỏ luôn câu C. Nếu mà không có đâu liên quan gì đó, đúng không? Rồi thì chọn thầy câu A. Câu 67 này. Nhìn vô thì gì? Nhìn vô thì gì? Got quá khứ chưa? A, B, C, D loại bỏ câu này hiện tại. A, B, C, D nhìn vô câu này hiện tại. Câu B, cho nên câu B như thế nào? Bỏ. Được chưa bạn? Còn câu A, câu C, câu D, phân tích câu A. Such was John's illness. Thì câu này hiểu là gì? Căn bệnh của John quá là nặng đó. Được chưa bạn? Mặc dù có gì nặng nhưng tự hiểu là nó bị nặng. Được chưa bạn? Đó. Căn bệnh của John quá là nặng cho nên anh ấy không thể, could never, anh ấy could never, không thể kiểu như là gì các bạn, đi ra khỏi giường. Anh ấy tự đi ra khỏi giường. Câu đề là gì? Câu đề thử nha. John đã có một căn bệnh kiểu như là terminal, là cái bệnh bệnh mà giai đoạn cuối, gọi là bệnh gì mới đúng? Không. Bệnh mà gọi là giai đoạn cuối là bệnh gì mà khó trị, gọi là gì ta? Không. Bệnh nan y đúng không? Chính xác. Phải nan y không ta? Cái này kiểu như là bệnh đã vô phương cứu chữa. Được chưa? Rồi, anh ấy đã có một căn bệnh là vô phương cứu chữa, là giai đoạn cuối rồi. Anh ấy không thể nào gì đây, anh ấy không thể nào đi ra khỏi giường một mình anh ấy.
được chưa? Từ anh ấy đi ra khỏi giường, nằm kiểu như bị lượt giường á. Ok. Rồi thì câu A là gì? Căn bệnh của John quá là nặng, cho nên là anh ấy could never, anh ấy không thể nào kiểu đi ra khỏi giường tự mình ấy được, ổn không? Đã vừa ổn không? Ổn, cái đề đó ha. Câu B bỏ rồi, đúng không bạn? Câu B nó đúng sẽ là gì các bạn? Thay thế is thành was. Căn bệnh của John đã bị gọi là vô phương cứu chữa, cho anh ấy để gọi là tự ra giường, đúng không bạn? Rồi câu C bỏ, bởi vì đây cấu trúc gọi là câu điều kiện chưa dạng chưa tính. Còn câu D có no sooner than không? Vừa thì không, có liên quan không? Có liên quan vừa thì không? Không, bỏ, chọn lại câu à. Rồi sẵn làm thầy có 75 đi, tìm đổi sang tính xong 75 luôn đi. Rồi right after the boy got out of the house, right này phải nha, ngay sau khi mà đứa bé ra khỏi nhà đấy thì trời bắt đầu mưa lớn. Việc nào xảy ra trước? Ra khỏi nhà rồi sau đó mới mưa. Thì các bạn coi thử chọn cái gì. Trời đã mưa trước khi không, đúng không? Không, bỏ. Câu B no sooner đi theo cái gì? Then, ổn chưa? Ổn rồi, đảo ngữ vế đầu chưa? Rồi no sooner had the boy got out thì sao, ổn chưa? Then it started to rain, ok chưa? Cứ đọc tiếp cho thầy câu C. Cái này có mãi cho đến khi không? Không, nó liên quan đâu, chỉ sau khi hai việc liên tiếp xảy ra mà, được chưa? Không có nói until. Câu D hot đi, quen, ổn chưa? Cái gì là gì? Cái này là trời mưa. Trời mưa vừa lớn thì anh ấy mới ra ngoài, có liên quan không? Bỏ, thì chỉ còn câu B, được chưa? Câu số 76. Extreme weather là thời tiết khắc nghiệt. Có thể là cái nguyên nhân, extreme weather thời tiết khắc nghiệt các bạn ha. Thời tiết khắc nghiệt nó có thể là nguyên nhân của nghèo đói ở nhiều quốc gia. Chiến tranh nó cũng có thể là một cái nguyên nhân của nghèo đói, được chưa? Thì cả hai nó đều nguyên nhân nghèo đói, thì các bạn chọn gì? Câu A là gì? Thời tiết khắc nghiệt và chiến tranh nó bị gây ra bởi nghèo đói. Các bạn thấy bị động, bị gây ra không? Không, được chưa bạn? Câu A nó đúng sẽ là gì? Cái này có bị động không? Nó phải chủ động chứ, vì all cause đổ là gì thôi? Chủ động thôi là gì? Cause thì nó gây ra, hiểu không bạn? Rồi câu B là gì đây? Cái này là gì? Thời tiết gọi là khắc nghiệt và chiến tranh, result from là gì? Là kết quả từ, có phải là kết quả từ gọi là poverty không? Phải không? Ủa nó là kết quả từ hả? Nó phải gây ra chứ. Còn result from là kết quả từ. Nó bị ngược chứ. Đúng, thay thế chữ from bằng chữ gì? Gây ra là result gì? In. Sao result to? Result in. Còn result from nó ngược lại. Được chưa? Cái này thầy nói rồi đúng không? Đề thi giữa kỳ cũng ra luôn rồi á. Có chọn không? Câu này nó đúng phải là gì đây? In. Ok. Câu C. Không chỉ thời tiết khắc nghiệt mà chiến tranh nó có thể. Cái này phải là có thể nha. Đề thi có thể, lý do phải có thể. Có thể gì đây? Có thể dẫn đến. Ổn không? Ổn. Đây là có thể thôi mà. Rồi câu D. Bên cạnh chiến tranh, apart from là chiến tranh đó, bên cạnh chiến tranh thì gọi là thời tiết khắc nghiệt, đồng thời nó cũng gọi là, đồng thời nó cũng góp phần vào cái sự nghèo đói ở nhiều quốc gia, nghe ổn không? Bên cạnh chiến tranh, bên cạnh chiến tranh là nó y chang như là câu C, không những mà còn á. Bên cạnh chiến tranh thì thời tiết khắc nghiệt nó đồng thời nó góp phần vào, ổn không? Ổn. Ủa vậy chọn cái gì ta? Ủa vậy con đế nó ổn mà sao không chọn con đế? Ai giải thích thầy tại sao câu đây không chọn? Thầy chịu mới nói luôn á. Phải bám sát vào ý nghĩa câu đề. Câu đề đó là gì? Maybe à, may à. Câu này nó câu đề là kiểu như là nó khẳng định được, có chọn không? Không, nó câu đề nó có thể thì câu còn lại cũng phải có thể luôn thầy. Hiểu thầy nói gì không? Đó. Câu số 77. À, 77 gì? 77. Chúng tôi đến rạp chiếu phim. Sau đó chúng tôi nhận ra là cái vé để nhà. Được chưa? Đó, ok. Thì các bạn nói là tiếng Việt là gì? Chúng tôi, như là đây, chúng tôi vừa mới tới rạp chiếu phim thì chúng tôi nhận ra. Thì đảo ngữ câu A, no sooner thì đen với gì? Đen chưa? Rồi, thì cái no sooner thì cái việc xảy ra trước đúng không? Chúng tôi mới đến đúng không? Thì cái này đến chứ. Câu A có chọn không? Chúng tôi vừa nhận ra, không được, bỏ. Câu B, mãi cho đến khi chúng tôi đến rạp chiếu phim thì chúng tôi mới nhận ra, ổn không? Quan trọng ngữ pháp ok không? Nhớ nó anh xin phải đạo ngữ với gì? Với sau đây đạo ngữ chứ?
Ở chưa? Câu B nó đúng nó sẽ là gì? Not until we arrive at the cinema that. Rồi gì nữa các bạn? Đảo ngữ mà, đảo ngữ vế sau của not until. Thì đảo lại thầy coi. Not until we arrive at the cinema, đảo ngữ vế sau. Rồi gì nữa các bạn? Bỏ gì đáp đi không? Nãy thầy nói until là mình có đáp nữa. Bỏ đáp đi, rồi quăng từ gì phía trước? Có động từ thì mượn trời động từ, đảo ngữ thì đặt như y chang đặt câu hỏi thôi. Rồi gì nữa các bạn? Did we gì đây? Realize động từ nó phải như thế nào? Nguyên mẫu, mấy đứa hiểu thầy nói gì không vậy? Rồi, câu C. Chỉ sau khi chúng tôi đến nhà chiếu phim thì chúng tôi nhận ra ổn không? Ngữ pháp ok không? Sau áp đọc là on the after quá khứ không? Ồ, quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn dũng được. Với sau đảo ngữ did we là ổn không? Ổn. Câu D, hotly thì đi thêm cái gì? Hotly, hotly đen có đúng không? Phải là hotly gì? When. Thì chọn cái gì? Nó phải như vậy. Câu 7-8. Mai đã trở thành một người bố. Anh ấy đã cảm nhận được một cái cảm giác mạnh mẽ. Một cái kiểu như là anh ấy mới nhận ra cái trách nhiệm đối với bố mẹ. Được chưa các bạn? Đó, ok. Kiểu như làm bố rồi sau đó mới cảm nhận được. À, làm bố nó như vậy cho nên là ông ấy đã có trách nhiệm với bố mẹ của anh ấy. Được chưa? Thì việc nào nó xảy ra trước? Làm bố trước rồi sau đó. Vừa mới làm bố xong thì sau đó mới gọi là nhận ra. Thì gì? Thì gì các bạn? Quá khứ đơn, đúng không? Quá khứ đúng không? Thì câu A. Câu A là cấu trúc gì không biết cứ để đó, bỏ. Được chưa? Câu B. Chỉ sau khi Mai trở thành bố thì anh ấy mới nhận ra ổn không? Đạo ngữ ok không? Cứ để đó. Câu C. Bỏ luôn. Câu D. Mãi đến khi anh ấy cảm nhận được cái trách nhiệm có không? Thì chọn thêm câu gì? Câu B. Câu 7-9. Hans nói với chúng tôi về gọi là cái việc gì đây? Invest là cái việc gì? Đầu tư trong cái công ty, đầu tư vào công ty. Anh ấy đã làm cái việc đó. Anh ấy làm việc đó là anh ấy nói. Được chưa? Thì nói lại nha. Hong đã nói với chúng tôi về cái việc đầu tư trong công ty. Anh ấy đã nói cái việc đó lúc mà anh ấy đến cái cuộc họp. Thì việc nào nó xảy ra trước? Cái này việc nào xảy ra trước? Nói trước rồi sau nó mới đến cuộc họp hay là đến cuộc họp rồi sau nó mới nói? Phải đến rồi sau đó mới tới cuộc họp chứ mấy đứa. Cái câu này hiểu nó là gì? Là lúc mà nó vừa đến cuộc họp là nó nói luôn. Hiểu không bạn? On the arrival là sau khi mà đến á. Hiểu không bạn? Thì kiểu như là sau khi mà đến họp, buổi họp rồi sau đó là nói. Ủa tự nhiên là đến cuộc họp rồi sau đó nói là tại xin lỗi. Tự nhiên là cái gì nói rồi sau đó mới đến chỗ họp là sao? Thì phải đến chỗ họp rồi mới nói chứ. Hiểu không bạn? Thì kiểu như là phải là đến cuộc họp rồi sau đó mới nói. Thì coi thử câu A. Chỉ sau khi mà đầu tư vào công ty thì mới thông báo về cái sự đến có liên quan không? Học. Câu B. Mãi cho đến khi mà Han nói với chúng tôi. Có nói trước, cái nào nói trước? Đến trước chứ đúng không? Rồi câu C. Hotly quen ổn không? Thì việc nào xảy ra trước? Đến trước thì cái này nó bị ngược chưa? Chỉ còn câu gì thôi? D. Hong vừa đến cuộc họp thì anh ấy đã nói. Ổn ok chưa? Đạo ngữ ok không? No sooner than thì đạo ngữ vế đầu. Được chưa? Tiếp tục câu 80. He was very surprised to be addressed by the queen. He didn't answer at once. Được chưa? Là anh ấy rất bất ngờ. Anh ấy rất bất ngờ khi mà được kiểu như là gọi tên bởi cái bà nữ hoàng. Anh ấy đã không gì đây, anh ấy đã không trả lời at once là ngay lập tức. Được chưa bạn? Đó. Rồi. Thầy nhắc lại nha, anh ấy quá bất ngờ khi mà kiểu như là được gọi tên bự nữ hoàng. Anh ấy kiểu như là không trả lời ngay lập tức. Đó, thì các bạn sẽ chọn gì? Câu A thôi nha. Mãi cho đến khi mà anh ấy bất ngờ. Có liên quan gì không? Không. Câu B. Chỉ sau khi mà anh ấy được. Cũng liên quan. Câu C. Anh ấy phải là gì? Anh ấy quá là bất ngờ khi mà được gọi tên bự nữ hoàng. Cho nên là anh ấy đã không trả lời ngay. Lập tức ổn chưa? Đạo ngữ có show ok chưa? Nhớ câu trúc đạo ngữ show. Show tính từ. To be. Chủ ngữ. Ổn không? Ổn. Được chứ bạn. Rồi. Làm thầy vài câu tìm lỗi sao nữa về. Câu 68 đi. Bài đọc lỗ không kịp đâu. Thì làm mày ba câu tìm lỗi sao nữa về. Câu 68.
Although they reflect a strong social. Rồi, thầy đang hướng dẫn bạn trên tinh thần là không biết nghĩ từ vựng nhiều nha. Mặc dù là họ đã reflect là vậy chứ ta. Chưa hả? Cứ để đó đi. Arthur Miller là tên điên. Stage words are typical more concerned. Rồi, các bạn thấy nó đang có chỗ nào? Chữ nào? Các bạn coi chủ ngữ này là cái này đúng không? Đây là chủ ngữ. Đây là chủ ngữ. Đúng không? Rồi, to be. Thì các bạn thấy chủ ngữ thêm S cho nên chắc chắn là to be phải là are. Ok ha. Vế trước cũng hiện tại đơn. Né. Reflect hiện tại đơn. Vế sau to be are thì cũng hiện tại đơn luôn. Được chưa? Typical là tính từ. L giới thiệu tính từ. Concern thêm Y. Sau more nó phải là tính từ nữa chứ. Ủa chẳng lẽ hai tính từ dính liền nhau. Đúng không ạ? Cho nên các bạn chắc chắn nó có câu C và câu D. Thì bạn sẽ nghĩ câu gì sao? Tại sao câu D sao? Bởi đi. Tự nhiên tính từ là danh từ là sao? Tự tính từ more là danh từ hả? Ngộ vậy. Làm gì có tự nhiên tính từ more là danh từ? Thì bạn suy nghĩ ngược lại. Concern là tính từ thì trước đó phải là một cái gì? Sao trước tính từ phải là một cái gì? Trạng từ. Được chưa bạn? Thì câu này typical đổi lại thành gì? Typically. Được chứ bạn? Đó. Rồi, thì gọi là những cái công trình của ông Arthur Miller thì nó thông thường là nó quan tâm đến những cái cá thể hơn là một cái hệ thống. Được chứ bạn? Rồi thì nhớ concern là quan tâm đến, đúng không? Còn typically thêm l vào thì kiểu như là thông thường. Trạng từ thông thường. Thông thường là quan tâm đến. Được chưa bạn? Rồi, tiếp tục câu số 69. Vào năm 2014, exactly, chính xác là 25% hay là, hoặc là gì đây? A majority of gì các bạn? A majority of là gì mới đó? Phần lớn, đại đa số. Ghi chú bạn thầy, a majority of là phần lớn hoặc đại đa số. Rồi, phần lớn đại đa số học sinh thì vẫn như đây, vẫn phải phụ thuộc vào những cái tài liệu mà in học. Thì các bạn sẽ tra sao câu nào, câu này khó nha. 25% học sinh hoặc là phần lớn học sinh thì nó vẫn phụ thuộc vào. Thì câu này sẽ chọn gì? Khó nha. Tại sao con đang nghĩ sai? Rồi câu này sai đó chính là were. Were đổi lại thành đó chính là gì các bạn? Was. Hả? Nhưng mà đây là một con số rồi mà. 25% học sinh là chủ bullshit cho nên phải là was. Rồi ok, xong ngày hôm nay được rồi. Làm tới câu này ok.